Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết tại miền Bắc đã có những chuyển biến tích cực hơn, mưa giảm hẳn và nền nhiệt thì cũng tăng nhẹ, cao nhất hôm nay ở Bắc Bộ trong khoảng từ 24 cho tới 27 độ. Dự báo chuỗi tăng nhiệt ở miền Bắc sẽ còn duy trì trong ít nhất là 3 ngày tới. Vì dự báo từ Chủ nhật, một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường nữa sẽ lại khiến thời tiết chuyển rét sâu. Không khí lạnh sẽ gây ra mưa cho Bắc Bộ trong ngày mùng 7, sau đó trời chuyển rét khô, ban ngày trời có nắng và rét sâu về đêm. Nhiệt độ các tỉnh thành vùng núi hạ xuống chỉ còn từ 12 tới 15 độ, vùng núi cao một số nơi xuống dưới 10 độ, còn các tỉnh đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, thấp nhất đợt này có thể giảm xuống từ 14 tới 17 độ. Do các yếu tố gây mưa là không khí lạnh và nhiễu động gió đông đều suy yếu. Do mưa giảm nên nền nhiệt ngày hôm nay tại Trung Bộ có tăng nhẹ. Khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là từ 25 tới 27 độ. Từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên, nhiệt độ dao động từ 28 tới 31 độ. Còn tại khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận, trời nắng tạnh ráo và mức nhiệt là từ 31 cho tới 32 độ. Dự báo từ ngày 8 tháng 11, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao, nên khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ đón một đợt mưa rào và dông ở nhiều nơi. Trong đó trọng tâm mưa tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị tới Bình Định trong hai ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 11. Từ ngày mùng 8 tháng 11, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời chuyển rét trở lại. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết đang ngày càng nắng nhiều hơn, do vậy mức nhiệt ở cả hai khu vực cũng tăng lên, dao động từ 29 cho tới 34 độ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục từ 5 tới 7 độ vĩ Bắc, nên về chiều tối và đêm, mưa dông có thể xuất hiện rải rác trở lại ở các tỉnh thành thuộc Nam Bộ. Có thể sẽ có mưa dông mạnh kèm theo lốc sét và gió giật. Vì vậy quý vị cũng nên chú ý đề phòng.